Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Macao Đổ Bãi trong video buổi sáng chủ nhật ngày 12 tháng 5. Một ngày nghỉ cuối tuần, kính chúc các bác thật là nhiều niềm vui và bên gia đình. Và chúng ta di chuyển trên những cung đường thật là nhiều an toàn các bác nhé. Vâng, thì hôm nay chủ nhật thì hàng nó cũng về nhiều nên em lại tiếp tục lên các cái sản phẩm nồi cơm điện thì để mong các bác tiếp tục xem và lựa chọn ủng hộ các cái sản phẩm bên nhà vợ chồng em. Được sự tin tưởng của các bác nên là các sản phẩm em lên trong ngày thì đều được các bác ủng hộ hết cả. Như ngày hôm qua em lên vậy là 20 mấy mã, 21 mã thì đều được các bác ủng hộ hết sạch rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, hai vợ chồng em thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết nói hai từ cảm ơn chân thành thất nhất đến tất cả các bác đang xem video cũng theo dõi kênh của Maca cũng như ủng hộ các sản phẩm bên nhà của vợ chồng em. Đây là kênh của nhà em nhá. Đấy là em cũng in sẵn đây rồi, kênh Maca Đổ Bãi, số điện thoại cộng Zalo tên vợ em Trần Thị Bích Nê 0969888508 các bác nhá. Nếu các bác gọi Zalo không được thì các bác vui lòng gọi số điện thoại thường giúp em, vì Zalo thì nhiều lúc là vợ em còn đi mua đi gửi hàng hay là đi lấy hàng rồi hay là đi mua thùng xốp chẳng hạn, đi chợ búa con cái, lắm lúc nó không có mạng thì không gọi được, không nhận được cuộc gọi, mong các bác không thông cảm thì các bác gọi điện bằng số điện thoại thường các bác nhé. Và tất cả các sản phẩm nhà em bán là đều sử dụng điện áp 100 110V các bác lưu ý. Đấy, bán hàng bên em là không có nhận cọc, các bác bắt đầu xem video và ưng mã nào thì bác chỉ cần liên hệ trực tiếp và bác để lại thông tin địa chỉ số điện thoại và mã hàng mình cần mua và bên em sẽ có trách nhiệm là đóng hàng gửi các bác. Đấy, các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, thử hàng bằng điện áp 100 110V. Đấy, và bên giá em bán là bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, giá em báo là có ship rồi. Đấy, thì bên nhà em có bán thêm bộ đổi nguồn đây, bộ đổi nguồn của công ty ổn áp Standard Việt Nam các bác nhá, công suất 2 kVA, 3 kVA. Đấy, giá vỏ sắt, giá vỏ nhựa, dây nhôm, dây đồng. Đấy, vỏ sắt thì rẻ, vỏ nhựa thì đắt hơn vỏ sắt là 50.000 các bác nhá. Đấy, đây là cái bộ vỏ nhựa đây, các bác có thể là lựa chọn. Đấy, đây là bộ vỏ nhựa các bác nhá, đây là bộ vỏ nhựa 3 kVA, đây là bộ vỏ sắt 2 kVA các bác nhá. Đấy, như bộ này là 650.000, đấy bộ này là 500.000 này. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, 3 kVA dây nhôm, đấy, vỏ nhựa là 650.000, bộ này 600.000, còn đây là 2 kVA dây nhôm, đấy, vỏ sắt đây là 500k các bác nhá. Đấy, thì các bác có nhu cầu hay là có chưa có nguồn mà thấy cái giá cả bên em nó phù hợp thì các bác ủng hộ vợ chồng em thêm bộ đổi nguồn nữa nhá. Đấy, bộ đổi nguồn này hàng công ty chính hãng, các bác yên tâm về vấn đề chất lượng. Thì video nào cũng thấy em cũng xin dành 1-2 phút rồi xin phép các bác 1-2 phút thì em cũng nói về cái hàng Nhật. Các nhận đấy, đầu tiên các bác đã thấy cách cách về cái vấn đề là phải dùng có bộ đổi điện gì ạ. Đấy, nó không thể cắm trực tiếp vào điện lưới được các bác nhá, không thể cắm trực tiếp vào điện lưới mà phải sử dụng có em đang đóng cái cửa kia anh cái, đóng cái cửa con chó kia kìa, đóng cửa nhà đấy, chó má nuôi không có ý thức gì. Đấy, thì đầu tiên là cái vấn đề là điện áp các bác nhá, điện áp là phải sử dụng qua bộ đổi điện nhưng không thể cắm trực tiếp vào điện nhà mình được. Đấy, thứ hai là nồi cao tần Nhật nó sẽ nấu cơm nâu hơn là nồi mâm nhiệt các bác nhá. Đấy là hai cái đầu tiên. Đấy, và bên em bán hàng là có bảo hành, tất cả các sản phẩm em bán đều có bảo hành, các sản phẩm trên 500.000 em bảo hành 3 tháng, có những sản phẩm dưới 500.000 em bảo hành 1 tháng, và các sản phẩm xả thì em sẽ bảo hành em báo các bác rõ tình trạng để các bác mua hàng nó được phù hợp. Đấy các bác nhá. Đấy, thì các bác xem thì nghiên cứu kỹ trước khi mua, thứ nhất là về màu sắc, thứ hai là về dung tích 1 lít hoặc là lít rưỡi hoặc lít 8. Đấy, sau đó là về công năng sử dụng của mỗi dòng nồi nó khác nhau, không có dòng nồi nào giống dòng nồi nào các bác nhá. Đấy, thì thôi thì em cũng chia sẻ các bác vậy, và khi các bác đã lựa chọn kỹ càng rồi, các bác đã quyết định mua sản phẩm rồi thì các bác vui lòng là không đổi trả các bác nhá, không đổi trả, vì khi các bác mua thì nhà em đã lên đơn và gửi cho các bác rồi. Đấy, nắm lúc các bác lại để bảo là tôi không lấy nữa thì hàng gửi đi rồi thì không thể lấy lại được các bác nhá, hàng gửi đi ra bưu cục rồi thì không thể lấy lại được, đấy người ta đi rồi. Đấy, nên các bác lưu ý tìm hiểu kỹ trước khi mua. Đấy, tránh tình trạng là mua xong lại đổi, xong lại bảo là tôi không thích hay là tôi thế nọ thôi kia. Đấy anh, chúng ta cứ mất lòng trước hơn được lòng sau các bác nhá. Đấy, mong các bác thông cảm vậy. Nếu còn bán bên nhà em bán hàng thì em có sao em báo vậy, yên tâm. Đấy, đầu tiên này nên các bác mua em màu đỏ nhá, đỏ luôn đi cho nó ngày mới cho nó rực rỡ, đúng không? Mua em màu đỏ này, sản xuất năm 2012, Mitsubishi cấp nách em bác nhá, Mitsubishi sản xuất 2012, có mã là NJV10Z1 các bác nhá, sản xuất 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1270W các bác nhá, 1270W. Đấy, 1270. Đấy, con này là công suất lớn nhá, công suất lớn mà phải sử dụng bộ điện 20A này. Để thành quách em quay kỹ càng các bác xem nhá. Đấy, màu đỏ này. Đấy, chúng ta mua thì chúng ta hãy tâm niệm là chúng ta mua đây là hàng cũ, hàng đã qua sử dụng rồi các bác nhá, không phải là hàng mới nên là không thể tránh khỏi những vết xước sát bên trong hay bên ngoài đâu. Thank you.
Và xin lỗi các bác, hàng xóm mọi mới chuyển về nuôi mấy con chó vô ý thức cắn gâu gâu suốt ngày các bạn. Đây các bác nhá. Đấy, màu đỏ đây. Đấy, em xem. Dính màn hình menu luôn. Em bác nhá. Đấy, mặt thì hơi sức sức một chút xíu này. Đây, con nọ nó đẻ đằng kia thì hơi sức sức một chút xíu, không tránh khỏi bác nhá. Đấy. Về cơ bản thế này là đẹp rồi. Đấy. Màu sắc đây, màu đỏ viền cấu lông còn sáng nhá. Con này thay pin rồi nhá, vừa thay pin xong. Đấy, hôm qua thì thứ bảy thì cũng nghỉ sớm một chút các bạn. Nghỉ sớm một chút. Cũng không thay pin, sáng nay dậy mới thay pin rồi nhá. Thế bây giờ em lên bây giờ là đã là 9 giờ 20 phút rồi. 9 giờ 20 phút phút sáng, 9 giờ 17 phút. Đây vừa thay pin xong các bác nhá. Nấu này. Đấy, hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Hủy này, hâm này. Đấy, hủy này. Chọn gạo này, đấy, hủy này. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, yên tâm nhá, các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Đấy, Mitsubishi. Cao tần IH các bác nhá. Cao tần IH. Cao tần IH. Đấy. Cái đời sản xuất nó chỉ là một phần thôi các bác, quan trọng nhất là cái sản phẩm người ta dùng giữ gìn, dùng nhiều hay dùng ít các bác nhá. Đấy, một con đời 2012 mà nó đẹp này, các bác nhìn thấy không? Đẹp long lanh sạch bóng luôn, bên trong bên ngoài. Các nhìn thấy chưa? Con này rất là sạch và đẹp nhá các bác nhá. Đây, răng này. Mặt này thường thường ở đây nó sẽ bị mọt nhá. Nhiệt độ cao nó bị mọt, con này sử dụng rất ít, cái mặt này còn đẹp nguyên này. Đấy. Xoong bên trong thì cực kỳ dày các bác nhá. Xoong bên trong rất dày, xoong phải dày đến 5 ly nhá. Đấy, xoong dày các bác nhá. Xoong rất dày đây, đời này đây. Xoong cực kỳ dày, nó bao cơm ngon các bác luôn nhá. Đấy. Đấy, nòng đây. Có những vết xước môi này, vết xước móng tay này. Còn đẹp nha, nòng rất dày luôn nhá. Đấy, cứ nòng dày thì nấu cơm ngon. Đấy, có những vết xước môi thôi. Đấy. Nên em kia chia sẻ các bác cái đời nó chỉ là một phần thôi, nó không phải là tất cả đâu. Đấy. Đây bên trong này còn sạch bóng này, có nhìn thấy chưa? Này. Đấy. Sạch chưa? Đây bên trên đây. Đấy. Tiện nó ok nhé, mã mở màn các bác nhá. Đấy, con này cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đấy, ngoại hình đây. Đấy. Con này đẹp nhá, vừa thay pin xong. Bao test cơm cho các bác hết rồi. Đấy. Đấy các bác, cái phần các bác để ý cái phần nắp hơi này. Dùng nhiều những cái phần nắp hơi này biết ngay. Hơi nóng nó tỏa ở đây thì cái phần sơn ở bên ngoài này nó sẽ bay. Tí em sẽ cho các bác xem cái con bị bay. Đấy, nhưng con này còn đẹp, rất là đẹp. Mã số 1 ngày 12 tháng 5 để các bác con này 800k nhá. 800.000, song rong đẹp các bác nhá. Ngoại hình đẹp, song rong đẹp. Đây, nên các bác mà em Tiger nhá, mà em Tiger. Hôm nay em sẽ có hai con nít 8 thôi nhá. Đây, em Tiger có chức năng nấu cơm cháy nhá. Đấy, thành quách đây đẹp này các bác nhá. Sản xuất năm 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1210W min ra ban nhá. Đấy. Có những cái nồi thì người ta in made Japan, có những cái nồi thì người ta in made in China, có những cái nồi thì không có in cái gì cả. Toàn bộ là tiếng Nhật, cái đấy là lắp ráp tại Nhật và chỉ dành riêng cho người Nhật thôi. Đấy, nó không xuất khẩu nên nó không cần nguồn gốc xuất xứ các bác nhá. Còn những cái sản phẩm này người ta xuất khẩu nữa thì người ta cần về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Giống như cái điện thoại của Việt Nam ở Samsung Việt Nam ở sản xuất ở Bắc Ninh chẳng hạn thì xuất đi toàn thế giới phải mang mác là made in Việt Nam các bác nhá. Đấy. Made in Việt Nam là chỉ là nhà máy đặt tại Việt Nam thôi, đấy, lắp ráp tại Việt Nam thôi, nhưng mà còn linh kiện, công nghệ máy móc là của người Hàn Quốc đấy, cũng như là cái nồi cơm điện này cũng thế thôi. Đấy. Nấu này. Đấy. Hủy này, hâm này. Hủy này, test cơm nấu nhá, hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Đấy. Hủy này, menu này. Các chức năng hoạt động tốt lắm nhá, chuông còi kêu to, dây còn đẹp nhá, dây còn rất đẹp này. Pin thay rồi các bác nhá, pin thay rồi, còn dây còn hút tốt này, mặt mũi sáng quắc nhá. Đấy, con này rất là đẹp này. Đấy. Dòng này ở trong nắp hơi nó cũng có bi nhá, trong nắp hơi có bi, khi nó sôi nó sẽ nhấc cái này lên này, có nhìn thấy không? Đây này. Đấy. Nó cũng dần cái dạng áp suất, nhưng áp suất nó bị nhỏ, nó nhỏ thôi. Đấy. Ngay bên trong này, sạch bóng nhá. Nó cứ tự tin mua đi ạ, chứ không phải là cứ cần phải đời cao đâu, đời thấp cũng được nhưng mà nó phải đẹp. Đấy. Nồng nồi đây, bóng nhẫy luôn này. Đấy. Có duy nhất một hạt cát nằm đây nhá. Đầu bằng cái đầu bút bi đấy, còn bên trong có nhìn thấy không? Lớp men chống dính nó cực kỳ đẹp này. Hai quay cách nhiệt của nó sáng nguyên này, chưa bị ố vàng này. Đấy. Đằng sau này inox này. Rất đẹp các bác nhá, rất đẹp. Đây, gioăng này xanh mướt này, nhìn thấy chưa? Đấy, xanh mướt nhá. Đấy, mặt trước, mặt sau, mặt xi còn đẹp nguyên nhá, chưa hề bị xước này, bóng nhẫy. Con này các bác đừng cầm cái này nhá, cái này là người ta tháo hẳn ra được để vệ sinh nhá. Chứ không nhiều lúc là không biết là cứ cầm đây nhấc lên là nó rơi bột cái nồi xuống nó vỡ nó phí đi. Con này là tháo hẳn nắp ra vệ sinh nhá các bác nhá. Đấy, bên trong đây. Đấy.
Sáng sạch chưa ạ? Sạch bóng nhá. Đấy, em quay thì nó hơi chậm chậm một chút. À, vì em bán là các bác sử dụng nên là cần quay hơi chậm để các bác xem nó kỹ cái hàng của mình chuẩn bị mua. Đấy. Mong những bác thì cũng chịu khó kiên nhẫn xem hết video các bác nhá. Đấy, các bác vào xem video thì cho vợ chồng em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ vợ chồng em một lượt đăng ký kênh, và bác nào tin yêu thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ. Mã số 2 ngày 12 năm để các bác 690k. Đấy, rất đẹp nhá, có chức năng nấu cơm cháy các nhá. Đấy, ngoại hình thành quách đây, không có điểm trừ rồi. 690.000 thôi. Bây giờ em sẽ lên lít 8 nhá. Đấy, một con lít 8 VIP nhá. Bác nào có điều kiện thì mua con này. Đây, một em Nationa cổ nhá. Đấy, con này em vừa thay pin xong, con này em tháo ra bên trong. Nói chung là con này là chưa dùng đâu. Em khẳng định các bác vậy, chỉ thiếu cái thùng thôi. Từ mạch nhá đến song do của nó mới tinh luôn. Đấy. Sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 2001 đấy các bác nhá. Dung tích 1 lít điện à, dung tích 1 lít 8, điện 100V công suất 1300. Đây, ví dụ như con này toàn bộ là tiếng Nhật hết các bác nhá. Toàn bộ là tiếng Nhật, nó không có made in gì cả vì nó chỉ sản xuất cho lắp ráp tại Nhật và do người Nhật dùng thôi, nó không xuất khẩu. Đấy, Nationa nhá, có mã là gì đây? SRA18A nhá. Đấy, tem nhãn đây, thành quách đây. Đấy. Vận chuyển thì bên ngoài thì không thể tránh khỏi những vết xước sát mờ đâu. Đấy, nhưng còn quan trọng là bên trong. Bên trong mạch tháo ra, pin rất là đẹp luôn nhá. Nấu đây. Đấy. Nồi này. Hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Nói chung là tất cả các chức năng của nồi Nhật từ đời đồ cũ đời cũ hay đến đời mới thì các chức năng thì nó cũng xem nhau các bác nhá, xem nhau thôi. Đấy, về chức năng nấu cơm trắng này, nấu gạo nứt này, hay là gạo nứt này mầm, rồi nấu cơm ngon, cơm mềm, cơm dẻo thì các chức năng thì nó cũng xem nhau, nó cũng không có cái gì gọi là quá khác biệt nhau nhiều đâu. Đấy. Nắp hơi còn đẹp nguyên nhá. Đấy, mặt mũi đây, để em lấy cái nòng cho bác xem nhá. Tại sao em bảo là tiền nào của đấy các bác nhá, tiền nào của đấy. Test cơm hết rồi các bác nhá, chỉ có sáng nay là thay pin rồi đây. Không có một tí chấm chóc nào từ trên xuống dưới các bác nhá. Đấy. Đẹp long lanh luôn nhá. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Bên ngoài đây. Đấy. Tại sao bảo con này là nó hàng quên dùng là như vậy. Đấy. Thường thường là những con về này cái dòng này nó sẽ vàng kè đúng không ạ? Nó ra vàng cạch ra. Đấy. Vàng cạch ra. Con Nationa này các bác mua hàng bác theo dõi biết rồi. Con này nó sẽ vàng, nhưng con này thì làm sao ạ? Xanh như mới nhá, xanh như mới bên trong đây. Đấy. Với em Nationa cổ nhá, dung tích 1.8 lít. Song rong, nói chung là mới tinh. Đấy. Để các bác giá 2.1 triệu nhá, 2.1 triệu. 2.100k lít 8 dành cho đông người nhá, mã số 3. Ngày 12 tháng 5 để các bác 2,2 triệu. Đấy. 2,2 triệu các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Đấy. Nó đẹp như này, đấy. Bên trong song rong nó như mới này. Yên tâm sử dụng các bác nhá, không phải là đời cũ mà nó không tốt đâu, dùng thoải mái. Yên tâm đi ạ. Đây, tiếp theo này, một em Mitsu 8 nha, Mitsu. Đấy, con này cực kỳ đẹp này. Đấy. Đấy, em cực đẹp đây. Rong đây các bác nhá. Rong đây. Mềm này, xanh mướt nhá. Đấy. Mềm xanh mướt. Con này thì nòng có chấm xước rồi, em nhầm này cứ quen mồm là con nào cũng đẹp chết dở. Bán hàng thì ai cũng khen hàng mình đẹp thôi đúng không các bác, chẳng ai bảo khen hàng mình xấu cả. Đấy, nhưng em sẽ báo các bác rõ tình trạng. Inox nhá, mặt sáng quắc này. À, song đây, song của nó dày lắm, con song này phải hơn cân nhá. Đây, song chuẩn chưa ạ? Chứ không phải là mấy cái song bình thường nhá. Song zin của nó luôn nhá, song zin 1.8 lít bác nhá. Mitsubishi 1.8, song dày 7 nước, song zin. Bên trong này, lớp chống dính còn rất đẹp này, mỗi cái cà mui này thôi. Ở trên mép này thôi. Đấy. Còn bên trong đẹp nhá. Đến lớp chống dính của nó còn đẹp như này cơ mà. Ok chưa ạ? Song chuẩn nhá, song rất dày và nặng. Đấy, bên ngoài trắng gương này. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Bên trong đây. Một vài điểm. Xước xước nhẹ nhẹ thôi, còn cái viền cá môi này nhá, không ảnh hưởng gì, chúng ta không nấu cơm đến tận đây đâu. Nhìn thì nó không được đẹp thôi. Đấy, bên trong đây. Đấy, viền ủ bằng inox luôn nhá. Các bác nhìn thấy viền ủ bằng inox chưa? Đấy. Bên trên đây, nắp hơi còn đẹp này. Đấy. Bên ngoài thì có sức nano rồi, bên ngoài thì có sức nano. Đó nhá, bên ngoài thì có sức nano rồi. Dung tích 1.8 lít em Mitsubishi đấy. 1.8 lít có sức nano nhá. Sản xuất năm 2004 thôi nhá. Đấy, hai con cổ. 2.4 dung tích 1.8 lít điện 100V công suất 1.370W đây. Đấy, có mã NG FF18V6.
FF18V6 đây, từ cái nắp thôi của nó làm hầm hố rất nặng luôn này. Đây, em tháo hẳn ra cho bác xem. Đây trông khiếp chưa. Đây, đẹp nguyên nhá. Đây là thiết kế ngày xưa, nó thiết kế rất là nặng và hầm hố cái gì nó cũng dày. Cái xoong của nó rất là dày luôn. Đây xoong dày 7 nước đấy nhá. Bên ngoài in thẳng bên ngoài luôn. Đây. Ok chưa ạ? Nòng dày này bao cơm ngon các bác nhá, bao cơm ngon. Yên tâm đi ạ. Bao cơm ngon. Vừa thay pin xong nhá, bây giờ là 9 giờ 16 phút à, còn chưa cắm điện. Em test cơm rồi, anh yên tâm đi. Đấy, dây của nó rất là đẹp này. Này. Đấy. Hâm này. Thủy này. Nấu này, dòng này nó sẽ không hiện phút ngay từ ban đầu các bác nhá, nó không hiện phút ngay từ ban đầu đâu. Đấy các bác sử dụng. Nấu thì 15 phút cuối này sẽ nấu, nó sẽ hiện phút cho các bác nhá. Đấy, thủy này. Hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Thủy này, menu này. Đấy. Cũng đầy đủ các chức năng. Đấy, nấu nhanh, nấu cháo, nấu cơm ngon, cơm mềm, đấy, rồi nấu gạo nứt, đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả nhá. Đấy, hầm, đấy. Nói chung là nó xem nhau về chức năng thôi. Đấy, mặt mũi là con này đây, màn hình còn sáng này. Đấy. Đấy. Mã này mã số 4, ngày 12 tháng 5, để các bác là 1.400.000 nhá. 1.400.000 các bác nhá. Đấy, phân khúc gần như là limited của dòng Mitsubishi. Con này nấu có sóng âm nhá. Đây, nấu có sóng âm. Đấy. Thì nó sẽ làm các cái hạt gạo bên trong quả nồi đảo ni, các cái sóng li ti nó đảo các cái hạt gạo nó đều hơn các bác nhá. Đảo các hạt gạo đều hơn. Đấy. Nên các bác một em Panasonic vuông. Panasonic vuông. Đây, mặt mã là SRHB1027 đây, mặt vân 3D nhá. Đấy, kẻ bên trong hình hoa thị nhá, rất đẹp nhá. Hành quách đây, màu trắng này. Sản xuất năm 2019 nhá, 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W nhá. Đấy. Hành quách bằng nhựa màu trắng nhá. Mặt mũi này, màn hình còn sáng quắc này. Ok chưa ạ? Đấy. Ở trên kênh thì các bác cũng comment các cái thông tin cũng rất là tích cực lại, cũng càng ngày vợ chồng em sẽ càng hoàn thiện hơn các bác nhá. Đấy, chẳng may trong quá trình hàng hóa có vấn đề gì thì mong các bác cứ vui lòng liên hệ vợ chồng em, thì bên nhà em sẽ có trách nhiệm đấy, để hướng dẫn các bác xử lý tại chỗ, hoặc không được thì nhà em sẽ thu hồi hàng về và sẽ sửa chữa cho các bác yên tâm đi. Đấy, bán hàng thì bây giờ chỉ cần uy tín thôi, cứ có uy tín là cứ có trách nhiệm, đúng không ạ, thì sẽ được các bác ủng hộ nhiều thôi. Đấy. Bên em bán hàng là quyền nhận, là khi nhận hàng là quyền kiểm tra hàng, bóc ra kiểm tra hàng, thử hàng sau đó mới thanh toán các bác nhá. Thử bằng điện áp, nhớ là một điện áp 110V các bác nhá. Nếu bác cắm thẳng vào điện lưới là hỏng luôn đấy. Con này dây thì vẫn hút hết này, nhưng mà cót thì hơi yếu nhá, cót thì hơi yếu, vẫn hút hết nhá. Mặt màu vàng cát này, giòn này, giòn xanh mướt nhá. Đấy, một chút phần gạo nứt thôi. Đấy, còn rất là xanh này, đẹp chưa, mặt inox sáng quắc nhá. Đấy, mềm này còn đẹp này, mặt trước mặt sau này. Tất cả hàng em đã được dọn test dọn rất là kỹ. Đấy, xong này, bên trong này, bên ngoài này, đáy thì có xước nhá, đáy thì có xước một chút xíu đâu. Đấy, bốn xung quanh này, mạ đồng vàng chóe này, bên trong này đúng là từ này, nòng phủ kim cương nhân tạo các bác nhá. Đây, bên trong này người ta phủ kim cương nhân tạo, đấy là đúng theo cái từ ngữ như thế. Thì thực ra thì em cũng không biết là nó như nào, có phải như thế không, nhưng mà bên Nhật người ta in chữ như thế thì chắc chắn là đúng thôi các bác ạ. Đấy, nó ngoài như này thì cứ bảo là kim tuyến, nhưng không biết là kim tuyến hay là kim cương nhân tạo thì không rõ. Đây, hơi hơi mờ một tí nhá. Đấy, nòng nồi đẹp các bác nhá, nòng nồi đẹp này, có vết xước móng tay xước môi thôi. Đấy, bên ngoài có xước này, nòng nồi đẹp các bác nhá. Bên trong sạch bóng này, viền inox này, full inox nhá, các bác rất dễ vệ sinh, rất dễ vệ sinh nhá. Đấy, bên trên đây sáng sạch đẹp này, điện nó ok nhá. Panasonic đời cao 2019, song rong đẹp nhá, song rong đẹp. Để các bác con này bao nhiêu, bên em bán có bảo hành nhá các bác nhá, yên tâm đi ạ. Mã số 5, ngày 12 tháng 5, để các bác con này bao nhiêu, 980k, 2019 các bác nhá. Đấy, song rong đẹp, song rong rất đẹp luôn, đời cao 2019, Bana vuông nhá, bán có bảo hành, có giá này em báo giá này là có cả ship rồi các bác nhá. Đấy. À, tiếp theo các bác của em Toshiba nhá. Toshiba, em Toshiba đây. Em Toshiba này sản xuất năm bao nhiêu đây? 2015. Sản xuất năm 2015, dung tích 1 lít điện 100V nhá. 2015. Vậy em nào phải đẩy thì
2015 dung tích 1 đây, 2015 này các bác nhá. Đây in chìm này. In chìm dưới đáy nhá. Đấy. Thành quách màu trắng rất đẹp này. Đấy. Toshiba có mã RC10HH nhá. Toshiba. Đấy. Union Japan. Đây Union Japan nhá. Chỉ sử dụng cho thị trường Nhật. Đấy, kiểu như vậy. Đây mặt còn đẹp này, 2015 nhá. Màn hình sáng quắc này. Đấy. Dòng này thì có phím nấu cơm ngon ngay ở bên ngoài nhá các bác nhá. Tại vì là chúng ta muốn nấu cơm ngon thì chúng ta chỉ cần ấn vào cái phím đây, cái phím bên trên này, bên trên phím menu này. Mà chúng ta ấn phím nấu thế là xong, 60 phút là chúng ta có cơm ngon nha các bác nhá. Đấy. Và nó dòng này thì nó có thêm một chức năng là chức năng hâm cơm nhanh. Là các bác ăn không hết có cơm nguội các bác cho vào đây, cho vào. Cắm điện sau đó chúng ta ấn nút hâm và ấn hâm lần nữa là sau 9 phút cơm chúng ta nóng được khoảng tầm 70% so với cơm vừa nấu. Đấy là cái hâm cơm nhanh 9 phút là dòng Toshiba như vậy. Điện nó ok các bác nhá, yên tâm ạ. Dòng xanh nhá, dòng xanh 2015. Đây, dòng xanh mướt nhá, dòng xanh mướt này. Toshiba mặt nhôm còn đẹp nguyên này. Nhà em hàng thì em nhập thì đều có lựa chọn cả. Đều có lựa chọn từng cái một nên về gần như là con nào cũng sẽ đẹp thôi. Bên trong này bao nhìn nó sạch chưa? Sạch bóng luôn nhá. Các gì hàng mới ở trong trong siêu thị ra đúng không ạ? Trên đây 2015 mới nhá. Đẹp như này. Nước men chống dính còn đẹp như này. Để chống dính đây nhá. Men Toshiba thì là ok rồi. Nó gần như là một trong những loại men tốt nhất chống dính trong các dòng nấu cơm. Và nấu cơm thì thằng Toshiba đang đầu bảng là cái gì cả. Nhưng mà tại sao em lại không làm tô chuông hay là tô vuông? Em chia sẻ các bác một chút là về dòng Toshiba. Em thì em nấu rất nhiều rồi, nhưng mà để mà giữ được hương vị thơm lúc cơm nấu ấy, nó sôi ra ấy, cái hương vị cái hạt gạo nó thơm ấy, thì đầu tiên vẫn là thằng Tiger. Thằng Tiger hấp xuất 2 bi ấy. Các bác cứ nấu đang nấu thì để xem là khi nó sôi lên thì cái mùi hương nó bay lên ngào ngạt giống hệt như nó rất là thơm cái mùi hạt gạo. Đấy. Thứ hai là đến dòng Panasonic. Đấy các bác nhá. Còn các bác cứ tìm hiểu thị trường đi. Tại sao mà về Việt Nam mình lại cứ hỏi tô chuông mà trong mà Panasonic và tô chuông được giá hơn là thằng Tiger hấp xuất 2 bi, mà trong khi đó giá mới thằng Tiger hấp xuất 2 bi cao hơn rất nhiều thằng tô chuông. Đấy. Thằng tô chuông em nói với các bác thì em cũng có nấu một con rồi, trước em có nhập một con về nhưng mà nó bị xỉ. Đấy, nó bị xỉ. Dòng áp suất của dòng của thằng Toshiba rất là mỏng. Đấy. Và cái kết cấu của cái khung đằng sau này cũng rất là yếu. Đấy, nếu như mà vận chuyển người ta chỉ cần đè lên nhau nó bị day đi thôi, nó day nghiêng đi cái kết cấu cái phần khung khung nắp này nó sai đi này con sẽ bị xỉ. Tại sao nhiều con dòng song vẫn đẹp nhưng mà vẫn xỉ? Là do kết cấu cái khung chịu lực ở trên cái nắp này nó đã bị sai rồi. Đấy, các bác nha. Đấy là thằng tô chuông nữa. Bây giờ tô chuông người ta bán là đầu mối thôi là đã 4-5 triệu một con rồi. Có những bác mua có khi đến 7-8 triệu một con tô chuông, nhưng con Tiger xuất 2 bi con đẹp lắm em cũng chỉ bán cũng thực ra em không phải bán mà những người bán cũng chỉ đến tầm 4 triệu là con đẹp long lanh đời cao rồi. Đấy, mà trong khi đó là song của thằng tô Shiba men cũng tốt mà song của thằng Tiger cũng tốt, nhưng mà song của thằng Tiger là sẽ tốt hơn. Đấy, mà trong đó giá mới của Tiger là cao hơn cái thằng tô chuông nhá. Về Việt Nam thì nhiều lúc là có hiệu ứng đám đông ấy, cứ thấy nhà này khen tô chuông ngon thì chúng ta lại đi mua tô chuông kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng không tìm hiểu nó tô chuông nó như thế nào và các dòng nồi khác nó như nào, mà gọi là hiệu ứng đám đông, người này thấy khen ngon là người kia là cũng đi mua theo kiểu như thế. Đấy, giống như kiểu này đi uống bia các bác, đi uống bia ấy. Bốn ông mà đứng lên đi vệ sinh rồi thì ông thứ năm là chắc chắn là sẽ đứng lên đi theo thôi. Đấy, chứ không có là ông thứ năm không ngồi đâu. Đấy, mạng số 6 nói những câu chuyện nó vui vui một tí các bác nha, ngày cuối tuần mong các bác thông cảm vậy. Ông lại bảo em nói nhiều quá, tôi vừa bán hàng thì vừa chia sẻ với các bác một chút vậy cho nó vui. Để các bác nồi này bao nhiêu, con này rất đẹp nhá, song song đẹp. Để các bác con này 800k nhá, 800k đời 2015 nhá, nhưng mà nó rất là đẹp, nó mới đây, màn hình đây. Đấy, nó bán theo ngoại hình mà, còn tất cả nồi em đều bao các bác nguyên zin nguyên bản các bác nhá, nguyên zin nguyên bản. Đấy, nó có không zin thì nó chỉ là ở cái cục pin thôi, là không zin thôi. Có những con nó hết pin em thay là không zin. Thế thôi, còn tất cả những linh kiện là bao zin nguyên bản các bác nhá. Đây, tiếp theo là một em Panasonic này, Panasonic. Đấy, sản xuất năm 2011 nhá. Đấy, 2011 này, đấy, để tí cấn móp này. 2011 dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, có mã là SRHI102HI thì sẽ là viền inox các bác nhá. Đây, mặt mũi thành quách đây, sáng bóng nhá. Đấy, vệ sinh như các bác thật sạch rồi. Đấy, rồi nhiều lúc chúng ta bỏ ra 6-7 triệu chẳng hạn, mua một chiếc nồi tô chuông về hay một chiếc nồi để đắt tiền về.
đấy trong bữa ăn đấy, thì chả nhẽ bây giờ nấu cơm nó không ngon lắm mà chúng ta lại bảo ui con này cơm không ngon. Đã nhiều lúc là ngon là ở cái giá tiền các bạn nhá. Chả nhẽ là bỏ ra 6-7 triệu này đến nhà hàng xóm này, bây giờ lại thua nó mua cái nồi 1-2 triệu hoặc là mấy trăm nghìn đúng không, nó lại vô lý quá. Nồi tao mua hàng chục triệu bạc, bây giờ mày lại bảo là kém cái nồi nhà mày 500 nghìn chẳng hạn, không có. Nhiều lúc là ngồi với vợ con thì nồi cơm ngon thật cũng phải khen thôi, bỏ ra tiền ra mua khen nức khen ở trước khi mua rồi đã khen là cái sản phẩm của tôi sắp mua cho vợ con là hàng VIP chẳng hạn, nhất thị trường kiểu thế. Thì chả nhẽ là mua về lại không khen ngon. Giờ này phút này ủy này menu này đấy, một chiếc Panasonic mắt ngọc nha, đây gọi là mắt ngọc. Đấy, mắt ngọc có chức năng nấu cơm cháy các bác nhá, ngoại hình hình quách thì là ok rồi. Đấy, dây còn đẹp nhá, dây còn đẹp, sản xuất năm 2000 bao nhiêu đấy, 2000 đâu nhỉ, rồi xong đọc năm bao nhiêu rồi đây, à đây 2011. Đấy, ngoại hình quách đây nhá các bác nhá, đẹp này, không chút nano mới đâu, cấn móp thì có nhẹ nhàng thôi, ra trên mặt cũng thế này. Đấy. Ôi giời, con này loang này mới tinh mà nhỉ, đúng không, xanh mướt. Đấy, xanh mướt đẹp đúng không ạ, mặt trước mặt sau sáng bóng này, con này không phải bàn rồi. Đây xong chuẩn nhá, xong chuẩn. Ngày trước em tưởng lại còn bên ngoài óng ánh này, óng ánh vào cả bên ngoài luôn này. Đấy vàng vàng này, đấy bao nhìn thấy như nhũ không? Bên trong đây đấy, duy nhất một hạt cát nằm đây đấy, bé tí tí này, còn óng ánh kim tuyến luôn nhá. Mà tô chuông em nói các bác hay là dòng tô Siva, tô vuông hay tô áp suất chẳng hạn, cái thành này của nó bằng tôn rất là mỏng luôn, đáy nó cũng mỏng, vận chuyển thì bên shipper họ chỉ ném mạnh tay một chút thôi là nó sẽ vỡ tan ra. Đấy, rất là nguy hiểm. Đây bên ngoài óng ánh luôn nhá. Dòng xanh như mới này. Chú ý một hạt cát nằm đấy các bác nhá. Đấy, mới tinh đấy ạ. Để con này 850.000 nhá, 850.000. Đấy. Mã số 7 ngày 12 tháng 5 để các bác 850k. Đấy. Em thì chia sẻ dựa trên những gì em biết thôi, có những cái có thể là em nói đúng, có những cái là em nói sai. Đấy, thì các bác vào xem, thì nếu em nói không đúng thì các bác cũng đừng cười nhá, đừng cười. Đấy, thì cứ comment góp ý bình luận thôi. Đấy, để chúng ta càng phát triển hơn. Thực ra thì cũng chẳng ai được đi đào tạo học hành ngày nào về cái nồi cơm điện Nhật này, mà cứ người nọ thì truyền người kia, xong gọi là tự tìm hiểu ở trên mạng thôi, hay là cũng có anh em bạn bè ở bên Nhật thì cũng nghe người ta kể những câu chuyện như vậy thôi, chứ mình cũng đã đi Nhật đâu, và mình cũng có được đi vào nhà máy của cái ông Yoshi này đâu để mà ông truyền đạt, để ông chuyển giao công nghệ hay là ông hướng dẫn về sử dụng cái hàng này đâu, đúng không ạ. Đây là một chiếc nồi cao tần IH Yoshi thương hiệu Con Voi. Đấy, có mã N VKHVH10 nhá. Đấy, con này thì có chức năng hâm cơm nhanh 8 phút giống như thằng Toshiba. Đấy, có cơm nguội các bác cho vào, ấn nút hâm này và các bạn bấm nút nấu nhá. Sau 8 phút thì cơm của các bác nó sẽ nóng được khoảng 70% so với cơm vừa nấu. Đấy, các phím hoạt động tốt các bác nhá. Đấy, Yoshi vua đời bên Nhật Bản. Nhìn cái màu này thì các bác đã biết đời cao đúng không? Dây rất đẹp nhá, dây cực kỳ đẹp. Sản xuất năm bao nhiêu? 2022 các bác nhá. 2022. Đấy. 2022 đây các bác nhá. Đây, in chìm ở dưới đáy nhá. Đấy, màu sắc đây. Đấy, 22 nhá. Đây, đây có sức một chút xíu này. Dán cái tem vào các bác nhá, dán cái tem Macau vào đây. Đây có sức này đấy. Đây có sức một chút xíu này. Đấy. Sản xuất năm 2022, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1105W nhá. Made in Japan đây, con này cái Japan nhá. Bạn nào thích Japan này, giá có Japan. Đấy, 2022 các bác nhá. Đấy, vận chuyển thì con nọ con kia thì nó sức đây thôi. Đấy, nhưng phần sau này thì cũng không ai nhìn. Đấy, quan trọng là mặt trên này và phần này nó còn đẹp. Đấy. 22 thôi nhá. Đây. Loang này, nói chung là loang xong thì chúng ta cũng không cần phải để ý nhiều lắm vì nó đời rất là cao. Và bên ngoài nó còn đẹp thế thì bên trong nó cũng sẽ còn tương đối đẹp. Đấy, bên ngoài này, đáy này. 2022 các bác nhá. Đấy, 2022. Đấy, xong này, xong đẹp nhá. Không một chấm chóc gì đâu. Một vài vết sức mua sức móng tay là có nhá. Sức mua sức móng tay là có, còn chấm chóc là không các bác nhá. Nhà em đang đun cái gì rồi áp suất kìa. Ăn rồi biết từ kìa. Đấy, để hết đi rồi. Hai hai bác nhá. Đấy. Rất là mới luôn, bên trong này. Xong rong đẹp nha, ngoại hình đẹp. À. Con vừa tắt rồi. Dạ, vẫn chưa đi về rồi. Chưa đi chợ mẹ. Chưa. Giờ mới có thể mẹ nó đi ra ngoài để lấy luôn.
không muộn gì. Mã số 8 các bác nhá. Đời 2022 các bác nhá, gong song đẹp, ngoại hình đẹp. Một lý duy nhất là xước ở chỗ này thôi, có thể dán cái tem mà không vấn đề gì hết. Ngày 12 tháng 5 để các bác 1.4 triệu nhá. 1,4 triệu nhá, đời 2022. Đấy, rất là đẹp luôn. Số 5 đây, em lại lên cho các bác một em Tiger có chức năng nấu cơm cháy nhá. Tiger có chức năng nấu cơm cháy đây. Đấy, Tiger. Sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, có mã là gì đây? JKTB100 nhá, đấy, in ra ban đây, thành vách đây. Đấy, có những vết cấn xước mờ nhá. Đấy, mặt mũi đây, con này mặt trên thì lại rất là đẹp này. Mặt trên rất là đẹp nhá. Đấy, em quay chậm thôi. Cắm điện các bác nhá. Đấy, dây còn đẹp. Đấy, có cút tốt nhá. Nấu đây. Đấy, Tiger nhá, dạng Tiger ta cúc nhá. Đấy, hủy này. Hủy đâu? Hủy đây. Hâm này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Đấy, hủy này. Menu. Các phím hoạt động tốt các bác nhá. Chuông còi kêu tốt, dây còn đẹp. Dây còn đẹp nhá. Đấy, và hút tốt nhá. Cót hút tốt rất tốt. Đấy. Gioăng đây, gioăng xanh nhá. Gioăng xanh. Mặt xi còn đẹp này. Mặt trước mặt sau đây. Nòng nồi con này thì không được đẹp lắm rồi, có một vài điểm chấm cũng ở đằng chính giữa xong rồi, bao các bác không dính cơm nhá. Yên tâm đi ạ. Đây, nòng xong đây. Có một vài điểm chấm ở chính giữa xong nhá. Có nhìn rõ chưa ạ? Chính giữa xong. Bao các bác không dính cơm trong vòng nhiều nữa, đáy có xước này, đáy có xước nhá, bốn xung quanh đây. Con này giá bình dân thôi các bác nhá. Bên trên sạch đẹp này. Bên dưới đây. Đấy, mặt đây. Tiger nhá, Tiger dạng Tiger ta cúc có chức năng nấu cơm cháy. Mã này mã số 9 các bác nhá, mã số 9. Ngày 12 tháng 5. Để bắt đầu là 690k. 690.000 giá này cả ship các bác nhá. Đấy, một em Tiger dạng Tiger ta cúc vậy bán có bảo hành. Đấy, giá này có cả ship cho các bác rồi. Mã số 9. 690k. Số 10 này, tiếp tục em lại lên cho các bác một em Panasonic vuông. Đấy, Panasonic vuông. Sản xuất năm 2019 các bác nhá, 2019. Con này giống con kia, mặt kẻ hoa thị bên trong, có mã SRHB106. Đấy, con này thì màn hình thì hơi xước hơn một chút này. Đấy, hơi xước hơn một chút nhá. Đấy. Bốn xung quanh còn đẹp này. 2019 nhá, 2019 đây. Đấy. 2019 nhá. Đấy, thành quách đây. Đấy, điếc này là không bể vỡ nhá. Bây giờ là 9 giờ 46 phút rồi. Điện nó ok ngon lành, chất cơm tất cả các chức năng. Đấy. Nấu đây. Nếu con này thì màn mặt kính này hơi xước nhá, con nọ đè con kia nó hơi xước một chút xíu. Đấy. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Đấy. Menu nhá. Các phím các chức năng hoạt động tốt các bác nhá. Đấy. Đấy, chỉ nguyên nhược điểm nó là một tí xước ở bên trên thôi. Dây bên trong này đẹp nhá. Đấy. Hút thì vẫn hết, cót thì hơi kém một chút các bác nhá. Cót hơi kém một chút xíu. Đây. Dòng này xanh này, dòng xanh mướt nhá. Dòng rất là xanh này. Dòng xanh này. Nào đi tí nhá. Dòng xanh các bác nhá, dòng xanh mướt luôn này, mặt trước mặt sau đây. Đấy, mặt trước mặt sau đây, dòng xanh nhá. Nòng thì đẹp rồi. Đây, đời cao 2019 nhá. Đấy, bên ngoài này con này nòng đẹp hơn, à, đáy đẹp hơn kia một chút xíu này, cũng có hơi xước xước một tí này. Đấy, bên trong đây. Đấy. Bác ngắm giúp em cái lòng nhá. Đấy, nhiều lúc này em cũng không nhìn ra những cái điểm chấm đâu. Đấy, các bác mua hàng thì các bác cứ nghiên cứu thật kỹ, xem thật kỹ rồi hãy mua. Được chưa? Bên trong sạch sẽ nhá, bên trong sạch bóng luôn này. Sạch bóng luôn này. Ừ, bên trên này. Đấy. Ở đây có hạt cát nằm đây này. Đây, các bác nhá. Thấy chưa? Đấy, nhìn ra thì báo các bác luôn. Đấy. Mã số 10 này. Mã số 10. Ngày 12 tháng 5. Đấy, có là bao nhiêu? 850k. 850.000 các bác nhá. Đấy, đời 2019 nhá. Đấy, mặt mũi thành quách đẹp. Song dòng đẹp nhá. 850k thôi. Đấy, số 10.
Mã số 11 thì em lại lên cho các bác con gì đây? Bana vuông nhá, đây để đây sẵn đây rồi. Bana vuông. Đấy, Bana vuông. Nói chung dòng Panasonic thì siêu bền các bác nhá, thì siêu bền. Đấy. Đây thành quách đây, đây có sức nano một chút xíu như này này, để em lau đi tí này. Để nó sạch luôn này. Không phải sức nano đâu, đấy, cáu thôi. Đây, hết chưa? Đấy. Đây, cái cáu cáu này, đánh đi là hết đâu nha. Em phải đánh đi cho các bác yên tâm đi ạ. Sản xuất năm 2010, dung tích 1 lít điện trăm vôn, công suất là 1200, có mã là SRHA10G7 nhá, đánh vách đây, đẹp nhá. Đấy. Mặt trước đây. Mặt trên đây, bây giờ 9 giờ 48 phút này. Giờ 48 phút này. Điện đóm nhá các bác nhá. Cắm cho các bác xem yên tâm, vì nhiều bác là chưa có bộ đổi điện để thử ngay. Đấy nên em cứ bấm các phím trước cho các bác xem. Thử này, hẹn giờ này, phút này. Đấy. Nấu này. Thủy này, hâm này, thủy này, menu này. Ok chưa ạ? Các phím hoạt động tốt các bác nhá. Chuông còi kêu tốt, Bana thì gần như nấu không bao giờ bị nổi bật đâu. Bác yên tâm đi ạ. Bên trong đây, con này gioăng đẹp này, son cũng khá đẹp nhá. Đây, son đây, bên ngoài đây. À, bên ngoài đây. Bên trên đây, à, mạ đồng này. Bên trong đây có hạt đây nhá. Đấy, có nhìn thấy chưa ạ? Đấy, có đúng một cái chấm nằm đấy. Còn lại đẹp từ trên xuống dưới này, có nhìn thấy cái chấm đấy chưa? Một chấm duy nhất nhá, một chấm duy nhất. Gioăng đây. Đấy. Gioăng xanh nhá, gioăng xanh. Đấy, gioăng xanh. Mặt trước mặt sau còn sạch đẹp này. Đấy. Mặt trước mặt sau còn đẹp. Đấy. Mặt trên đây. Inox nhá. Panasonic. Đấy, cho có một chấm duy nhất nhá, yên tâm chị ạ. Mã số 11. Mã số 11 ngày 12 tháng 5. Để bắt đầu là bao nhiêu? 690k nhá. Giá này cả có cả kèm cả giá cước các bác nhá. Bác nhận hàng chỉ thanh toán 690k thôi. Đấy. Đấy, mã số 12 em lên cho các bác một con gì đây? Lại một con Joyosi nhá. Joyosi vua đầu bếp Nhật Bản cao tần IH đây. Đấy. Đấy có sức nano một chút xíu đây này. Đấy, mặt mũi thành quách đây. Sản xuất năm bao nhiêu? 2017 các bác nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1105W nhá. Đấy. Min Japan nhá. Đấy, Min Japan này. Bản thị Japan con này có Japan nhá. Joyosi thương hiệu vua đầu bếp Nhật Bản, cơm ngon Nhật Bản đây các bác. Đấy. Cả nhà lên trên nhà ngồi. Anh bác quay xong rồi xuống. Đấy, mặt mũi con đẹp nhá. Đấy, 9 giờ 49 phút coi nhá. Mặt mũi con đẹp này. Do Joyosi cao tần IH vua đầu bếp Nhật Bản. Dây còn đẹp này, cổ phích còn đẹp. Đấy, dây cả cổ phích cho các bác xem nhá. Cổ phích còn đẹp nhá. Đấy. Thủy này, hâm này. Hâm nhanh 8 phút này, 2017 các bác nhanh lưu ý con. Đấy, menu này. Ok chưa? Hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to. Đấy. Thế nhà ngồi cho mát. Đấy, chuông còi kêu to các bác nhá. Đấy. Gioăng đây, gioăng đẹp nhá, gioăng đẹp. Gioăng rất là đẹp luôn đấy ạ. Gioăng rất là đẹp nhá, xanh mướt này. Đấy. Trên 95-97% cái gioăng. Lòng son cũng đẹp nhá, lòng son cũng đẹp này. Lòng son cũng đẹp nhá. Đấy. 2017 các bác nhá. Đáy đây. Đấy, đáy đây. Đấy đây. Bốn đường quanh đây. Em quay chậm không đảo. Đảo màn hình nhanh các bác sẽ không nhìn thấy. Đấy, trên mép này có xước xước đây một tí đây. Đấy, bên dưới nòng nồi đẹp nhá. Đấy. Bên trong đây. Bên trên đây, đời cao 2017. 2017 các bác nhá. Đấy. Do Joyosi đời 2017. Số 12 ngày 12 tháng 5 để các bác nội là 740k 2017 các bác nhá, song rong đẹp. Đấy, song rong đẹp nhá. Đấy, Min Japan nhá, song rong đẹp. Đấy, 13 này à, 12 rồi, mã 14 lại tiếp tục Toshiba nhá. Lại tiếp tục Toshiba 14, một em Toshiba màu trắng nữa này. Xem con này đời bao nhiêu nào. Em còn lại đời 2015, con này đời bao nhiêu.
2019 các bác nhá, 2019 này thành quách đây. Đấy, Union ra ban nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W các bác nhá. Đấy, Union ra ban. Đấy. Mặt đây đẹp nhá các bác nhá, lại cũng giống con kia, cũng thành quách màu trắng này, cũng có phím nấu cơm ngon ngay từ bên ngoài. Đấy, Toshiba này có chức năng hâm cơm nhanh 9 phút các bác nhá. Đấy. Hâm cơm nhanh 9 phút này, ấn 2 lần nút hâm nhá. Đấy. Quý này. Quý này, đúng không ạ? Menu này. Đây, nấu nhanh là 30 phút nha các bác nhá. Đấy, nấu nhanh. Còn nấu ngon đây, ấn nút nấu này, gọi ấn nút này. Là cơm ngon là 60 phút các nhá. Đấy, các phím hoạt động tốt này, hẹn giờ cơm chín, nấu. Chuông còi kêu tốt. Dây còn đẹp nhá, dây còn đẹp. Hút tốt này. Đấy, màu trắng nhá, đi ở bên trong hay nào. Đời cao 2019 nhá. Ui trời, con này đẹp lắm. Rong đây. Rong đây. Rong đây. Đấy. Rong xanh mướt nhá, 2019 đời cao. Nòng đẹp này. Này, bên ngoài đây, bên ngoài sạch đẹp nhá. Này, bên trong đây. Này, bên trong đây. Này, có biết trước mua nhá. Đấy, đây có hạt cát nằm đây. Hạt cát nằm đây các bác nhá, một hạt cát duy nhất. Đấy. Bên trong này. Sạch bóng như hàng siêu thị vừa ra này. Đấy, bên trên đây. Đấy. Đấy, mã này mã số 14 ngày 12 tháng 5 đấy các bác, 820k. Đấy cao nhá, song rong đi. Lại một chấm duy nhất thôi, 2019 ạ. 2019 ạ. À, 10 năm lên bác ở em Banavat nhá, của em Banavat. Đấy, Banavat này. Thành quách đẹp này. Sản xuất năm 2016 nhá, thành quách đẹp, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W, có mã là gì đây? Đâu mã đâu rồi ạ? SR HVE1050. Đấy. Đấy, thành quách đẹp này. Mặt mũi đây, con này ngoại hình, được cái ngoại hình thì rất đẹp nhá. Ngoại hình rất đẹp, đáy viết đây là không bể vỡ nhá. Sản xuất 2016. Đấy, Banavat 2016 nhá. Này. Nấu này. 44 phút này. Ừ. Hủy này, hâm này. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Hủy này, menu này. Hủy này. À, ok chưa các bác, các phím hoạt động tốt nhá. Con này đây, 17 con này em thấy này bác, em cho bác xem cọng dây nhá. Này, cọng dây nó bác thấy sợ chưa, đẹp rất là đẹp luôn, xanh mướt nhá, xanh mướt luôn. Này, rong này. À, nhưng mà rong người ta nấu gạo nứt nhiều quá nó lại vàng hết cả rồi. Này, vàng hết cả rồi. Này, này, vàng nhưng còn rất mềm nhá. Bên ngoài cái phần mà không tiếp xúc gạo nứt thì rất xanh này, rất xanh nhé, còn phần bên trong thì nó bị ám màu gạo nứt một chút xíu thôi. Banavat. Này. Bên ngoài đây, bên ngoài còn khá đẹp này. Này. Mã đồng nhá, bên trong đây có những vết xước chấm cám li ti này, con này giá bình dân thôi. Đời cao 2016 nhá. Ngoại hình thì rất là đẹp rồi, bên trong song thì có vết chấm cám nhỏ li ti ở trong lòng song. Rất là sạch nhá. Đây. Panasonic mát siêu bền các bác nhá. Đấy. Chỉ các bác vào mua hàng cứ xem về cái dung tích, về màu sắc, về công năng sử dụng của mỗi dòng dòng nồi nó khác nhau để các bác đưa ra quyết định mua cho nó phù hợp các bác nhá. Mã số 14 và mã 15. Ngày bao nhiêu, ngày 12 tháng 5 để các bác nói là bao nhiêu? 530k. 530.000 thôi các bác nhá, một Panavat. Với 2016 ngoại hình thì không có điểm trừ, chỉ có 530.000 thôi. Đấy. Chỉ có 530.000 thôi các bác nhá. 15 16 đây. Nếu mà em Mitsubishi. Màu trắng nha, màn hình ẩn nhá. Màn hình ẩn màu trắng, sản xuất năm bao nhiêu? 2018 nhá. 2018 này, mặt mũi đây. Vân 3D này. Trông kẻ kẻ giống như kiểu là cái nó thiết kế này, hay là mấy ông kẻ đê kẻ biển là lấy cái cảm hứng từ cái nồi này. Hay ông nồi này lấy cảm hứng không biết. Đấy, đẹp các bác nhá. 2018 này. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1250W các bác nhá. Đấy, 2018 nhìn tem nhãn giúp nhá. Đấy, màu trắng nhá. Đấy, mặt đây, màn hình ẩn nhá. Khi nào các bác cắm điện vào nó sẽ hiện đồng hồ lên.
Còn khi bác rút điện nam lại sẽ không còn đồng hồ nữa nhá. Đấy, còn pin thì nó sẽ chạy đúng theo giờ nhà mình, còn không còn pin mỗi lần cắm vào nó sẽ là 8 giờ nhá. Đấy, bây giờ 9:56 rồi này, nhà em đã chỉnh đồng hồ cho bác về đúng thời gian của Việt Nam rồi. Đấy, ok, nấu này. Đấy. Thủy này. Hâm này. Thủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy, thủy này. Nói chung là các phím các chức năng hoạt động tốt các bác nhá. Chuông thì kêu rất là to rồi. 2018. Dây cũng to, cót thì khỏe đó nhá. Dòng này cót nó cực kỳ khỏe luôn. Yên tâm chị ạ. Đấy, 2018 đời cao nhá. Đấy, đời cao. Đấy. Dòng đây. Đấy, dòng còn đẹp này. Mặt inox nhá, dòng đẹp này, nắp hơi còn đẹp này. Đấy, nắp hơi còn đẹp này. Đấy, khi họ bảo là công nghệ này là họ cũng bù ẩm mà tái tạo cái hơi ra xong nó lại quay ngược lại nhá. Đấy. Đẹp chưa? Inox nhá. Nòng con này thì có chấm rồi. Nòng này thì có chấm được các bác nhá. Đấy, nòng có chấm rồi, nòng thì rất dày. Bên ngoài phủ gốm này, phủ gốm sần đây nhá. Đấy. Nòng thì cực kỳ dày luôn. Đấy, bên trong thì bị chấm cám li ti rồi. Bao các bác không dính cơm đâu nhá. Đấy, bên xước là trên mép thì cũng có xước nhá. Đấy, được cái đời cao 2018. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Băm bổ vào đây. Nhỏ lấy cái dĩa này, cái thìa họ nấu ăn họ cạo vào. Bên trong đây, bên trên đây nhá. Sạch này, bên trong đây đẹp. Đấy, chỗ này viền ủ thì hơi xước cái phần sơn về bên ngoài quá nhá. Không ảnh hưởng gì nhá. Đấy. Đấy nhá, bên trong là cái tôn hoa, bên ngoài nó sơn màu đen thôi. Đấy thì nó bong cái sơn đấy ra. Đây, con này là viền đỏ nhá, có thể nấu được cả nồi carbon luôn nhá các bác nhá. Đấy, cũng giống mấy em hôm qua thôi. Con này thì lòng nó không được đẹp lắm thì em để các bác giá bao nhiêu? 700.000 nhá. Đấy cao 2018 đấy ạ, mặt mũi thì đẹp, thành quách đẹp này. Đấy, rong đẹp này, mỗi lòng nồi thì có chấm nhỏ li ti. Mã này mã số 16 ngày 15 à ngày 12 tháng 5 để bác 700k. 700k cả cước các bác nhá. Giá này có cả cước rồi. 700k thôi. Đấy. 16 17 này, 17 lên cho bác một em 3 vuông này. 17 lên bác em 3 vuông nhá. Đóng cửa vào đi. Mười bảy ba la vuông, em nào cái dây thì đã cái dây nâu đi là sạch các bác, cứ nâu là đẹp. Đây rất đẹp các bác, đấy nâu đi cái là xanh mướt luôn này. Ba la vuông nha các bác nhá, ba la vuông này nấu này, siêu bền các bác nhá, siêu bền này, siêu bền nấu này, thủy này. Đã. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này, thủy này, hâm này. Thủy này, menu các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt, dây còn đẹp nhá. Đấy, dây nó hơi mốc mốc một tí, nâu đi cái là đẹp ngay thôi. Có đấy, cót còn hút tốt nhá, cót còn khỏe. Đồng hồ côn nữa ạ, 2009 nhá, điện 100V, công suất 1200 nhá, SRHA101 thành quách đây, còn khá đẹp này. Đây có sức nano nhá, có sức nano trên mặt đây, chỗ này có tí xước này. Đấy, em thì cứ thật thà thôi, thì có chào báo vậy, quay gần quay xa để nó lộ ra những cái nhược điểm của cái sản phẩm để các bác mua hàng nó được phù hợp. Rong xanh nhá, rong xanh này, rong đây. Đấy, hàng về thì cứ con nào đẹp thì em sẽ bán từ đẹp xuống xấu các bác nhá. Đấy, còn những cái con mà nó về trong nô chẳng may nó xấu thì em sẽ để đến cái những ngày cuối cùng thì em sẽ dọn là hàng cuối đấy. Đấy thì em sẽ bán cuối cùng các bác nhá. Này con này thì mặt trên này thì cần phải vệ sinh thêm này, mặt trên này cần vệ sinh thêm nhá. Đấy, ở dưới đây này, con này cần vệ sinh thêm các bác nhá, em sẽ vệ sinh thêm cho các bác, yên tâm chưa. Bên ngoài đáy có xước này, con này giá bình dân thôi. Đấy, bốn xung quanh đây, bên trong đây, bên trong đây cần vệ sinh thêm con này các bác nhá, vệ sinh thêm một chút nữa là nó sẽ sạch đẹp thôi. Con này nòng này đẹp này, một vài điểm chấm cám nhỏ xíu thôi. Đấy, đáy bên ngoài xước nhưng bên trong thì đẹp nhá. Nhắm giúp em này, ba la vuông. Mã này mã số 17 12 tháng 5 để bác bao nhiêu đây? 590k. 590.000 các bác nhá. Đấy, mỗi em Panasonic 590.000. Đứa cháu nó sang trời nó cứ đòi 4 590.000. Này tiếp theo mà em do GLC đây.
do GOC này. Cao tần IH nhá, vua đối với Nhật Bản, sản xuất năm bao nhiêu? 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W nhá. 2013. Đấy, Made in Japan đây các bác nhá, Made in Japan do GOC. Vua đối với bếp Nhật Bản đây. Mặt mũi đẹp này, bây giờ là 10:03 rồi nhá. Đấy. Thành quách cực kỳ đẹp luôn này. Sạch bóng nhá, không có chấm xước gì đâu. Một vài điểm nhỏ thôi. Dây còn rất to và đẹp nhá. Nấu đây. Hủy này. Hâm ấn giữ 3 giây thôi nhá, ấn giữ 3 giây. Đấy. Hâm nhanh 8 phút này. Đấy. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Nấu này. Chuông còi kêu tốt các bác nhá. Gạo không vo này. Đấy. Đầy đủ chuông nhạc cho các bác luôn, không thiếu cái gì cả. Đấy. Dây còn đẹp nhá, dây còn đẹp. Cót còn hút hết. Đấy. Bạn này mã bao nhiêu đây? Mã số 18. Ngày 12 tháng 5 để các bác rồi này. À quên, chưa xem song song đã. À, song song đẹp nhá. Đấy đây. À, đây. À, song song đẹp các bác nhá. Song song đẹp. Song song đẹp này. Đẹp chưa? Gioăng xanh nhá. Gioăng xanh. Bên trong đây. Bên trên đây. Đấy. Song song đẹp các bác nhá. Đấy, song song rất đẹp luôn đấy ạ. Song cực kỳ đẹp. Để bác 740k. Thí được nó à? $740 các bác nhá. Đấy. Em nên bắt một em áp suất nhé. Một em màu đỏ này. Một em Panasonic áp suất biến thiên. Đấy, con này mặt chỉ đẹp này. Con này hết pin em chưa kịp thay, vừa test cơm xong. Vậy vợ em bỏ đây để bán luôn chủ nhật. Đấy, bốn quanh thành quách thì có sức nano nhá. Có sức nano một chút xíu. Nhưng mà trên mặt con này thì đẹp này, không bị cong vênh. Đấy nên là không bể vỡ nhá. Sản xuất năm bao nhiêu? 2016 nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W. Có mã này SRBA105. Đấy. Thành quách có xước nhá. Đấy, có xước à. Có xước nano này, mặt thì đẹp nhá. Hết pin sẽ thay pin các bác nhá, hết pin thay pin. Đấy, Econovi tiết kiệm điện. Bana áp suất biến thiên, không xì đâu nhá, không xì đâu ạ. Test cơm rồi, test nước rồi, test áp suất rồi, test cơm rồi. Yên tâm chưa ạ? Đấy. Nấu này. Đấy, áp suất đã đóng rồi nhá. Hủy này. Hủy này. Hâm này. Đấy, hủy này. Menu này, nấu ăn này. Đấy. Đấy, có cả nấu cơm cháy đúng không nhỉ? Con này nó đang hết pin, em chưa xem nó hết hiển thị hết màn hình nên có cơm cháy hay không. Đấy, hủy này. Đấy, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút này, nấu này. Đấy, hủy này. Đấy, các phím chức năng hoạt động tốt quá nhá. Chuông còi kêu to để em xem này. Đây, có cơm cháy các bác nhá. Đây, trong này mà nhìn thấy màn hình này có nấu cơm cháy này. Đấy, màn hình sáng quắc nhá, em sẽ thay pin cho các bác, yên tâm đi ạ. Dây còn rất đẹp nhá. Đấy, ui giời, nó so khỏe nhá, nó so rất là khỏe luôn. Bana áp suất biến thiên, vừa nấu cơm xong vẫn còn so, vẫn còn nóng nguyên nhá, so vẫn nóng nguyên. Đấy, em nọc cái hơi trong này vẫn còn nguyên, nòng của nó thì bị mốt hai vết chấm rồi, nhưng mà thay cái nòng khác của đây thì nó sẽ xỉ nhá. Bạn lưu ý như thế, không thể thay vớ bẩn con nọ trong kia được. Răng này. Đấy, nó ra cái màu này các bác nhá. Đây, nấu cái gì lại ra cái màu này, giống như kiểu là màu màu đậu xanh. Đấy, ra cái màu xanh xanh này. Đấy, áp suất bi thôi nhá, áp suất bi. Đấy, nó cái màu xanh xanh này. Đấy, đây. Đấy, trong đây nó có cái chấm, đang có cái xước này, nhìn thấy không? Đấy, em cũng có cái nòng khác như này, nhưng mà cho vào là xì vậy nhá, cho vào là xì đấy, không thể cho nòng vớ vẩn nó đâu. Đấy, nhìn như này nhưng không phải nòng bana van dài đâu nhá. Đấy, nó khác, cái đáy nó khác nhá. Đấy, đáy có dầu mỡ em đã đánh đi rồi. Đấy, bên ngoài, bên trong phủ kim nguyên tạo này. Đấy, ống ánh kim tuyến nhá. Đấy, có một vài điểm đây, bao các bác cùng dính cơm trong vòng nhiều năm nữa nhá. Đấy, bana áp suất biến thiên. Đấy, nhập về thì đã cao rồi. Thì không may là nòng nó có chấm thì em cũng bán giá nó chấm thôi. Một vài chấm nhỏ xíu thôi nhá. Bana áp suất biến thiên nhá các bác nhá. Cơm ngon. Đấy, rất là nổi, rất là nặng nhá. Không xì thôi nhá, không xì. Yên tâm chị ạ. Mã 19 nhá. Thay pin ngon nhá, 19. Ngày 12 tháng 5 để các bác nào bao nhiêu?
900k. Ba na áp suất biến thiên nhá. Đấy, màu đỏ này. Đấy, có xước nano ở hông này. Đấy, đời 2016 nhá. Đấy, mặt mũi đây. Em lại thay pin cho các bác. 20 nhá, là sẽ là cái mã cuối cùng các bác nhá. 20 sẽ là một em do GC tiếp này. Đấy, đợt này em nhập về thì do GC nhiều. Thực ra do GC là cơm nấu cũng ngon. Lại mềm các bác nhá. Đấy thì mà nó cũng ít nỗi. Dán nó bình dân, ngoại hình thì đẹp. Đấy, do GC này. Sản xuất năm 2015, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất là bao nhiêu ạ? 1105W, có mã là NPVN10. Đấy, made in Japan nhá. In Japan. Đấy, mặt mũi thằng Quách đây. Bây giờ là con này chưa chỉnh giờ em. Chưa chỉnh giờ, em chỉnh giờ. À, con này hết pin. Con này hết pin các bác nhá. Đấy, đây này. Hay là không nhớ giờ thì bỏ bố thử nha. Đấy, nấu này. Cái con này em sẽ để lại đi, để lại em theo dõi xem như nào đã các bác nhá. Để em sẽ lên sau. Để lên sau các bác nhá, không là lên bây giờ nhỡ nó không nhớ giờ thì chết, không phải bán. Con này hình như là không nhớ giờ. Đấy. Em sẽ để em theo dõi nhá, để em theo dõi. Đấy, đây, phải 20, sẽ lên chẵn 20 mã nhá. Đây 20 là một em Mitsubishi, con này cũng hết pin này. Đấy, con này hết pin nhá. Đấy, vừa test dọn cơm xong. Chưa dán tem nhá, sẽ dán tem tiếng Việt, tem dán. Con này tại sao muốn lên luôn, vì nó cực kỳ đẹp nhá, hàng như hàng thiếu thùng đây. Hàng thiếu thùng nhá các bác nhá. Hàng thiếu thùng đây. Đấy, có nhìn thấy không? Không có một chấm chám hay xước mờ gì đâu nhá. Từ trên đến dưới, từ trong ra ngoài này. Đấy. Đấy, đẹp chưa ạ? Từ trên dưới, từ trong ra ngoài nhá. Gần như hàng thiếu thùng nhá. Đấy. Hết pin thay pin nhá. Đấy, con này bên trong thì như mới đâu. Như mới đâu nhá. Đấy. Như mới. Em thay pin như các bác nhá, các bác yên tâm đi ạ. Đấy. Sẽ con này và cái con 19 sẽ là thay pin. Vừa mới test dọn xong thì chưa dám tem nên luôn cho các bác đây. Với em Mitsubishi quay sách sản xuất 2011 nha, dung tích 1 lít điện 100V, công suất đây bao nhìn cái cổ dây đẹp không? Đấy. Có mã là NJKE10S nhá. Toàn bộ là tiếng Nhật nhá. Sử dụng thị trường Nhật nhá, thành quách đẹp này. Đấy, không cấn móp này, trên đẹp này. Đấy. Con này vẫn giá cũ nha các bác nhá, 700.000. Hàng đẹp, mới tinh như này thì giá nó sẽ cao hơn. Đấy, có những con hôm qua em chỉ bán có 500 thôi. Vì nòng nó chấm nó xấu, nhưng những con mà nó đẹp như này. Đấy, bác nhìn từ sợi dây ở đi nhá. Nó đẹp long lanh luôn. Nấu đây, bọn này nó chưa hiểu phút ngay từ ban đầu nhá. Bác nào tìm hiểu về dòng này rồi thì hôm trước không mua được con kia thì hôm nay mua con này, đẹp như con kia luôn. Đấy, hàng như hàng thiếu thùng nhá. Hẹn giờ cơm chín này, nấu đây. Thủy này, các phím rất nhạy nhá. Được rồi. Mã 20 là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng các bác nhá. Bây giờ tải bây giờ 10h10 rồi. Đấy, mã số 20 ngày 12 tháng 5 để các bác 700. Mã 20 nhá. Đấy. Vâng, đây là cũng sẽ là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi đến cuối cùng cái video của nhà em trong buổi ngày 12. Đây là kênh và số điện thoại mua hàng các bác nhá. Đấy, các bác có mua hàng liên hệ trực tiếp. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Kính chúc các bác một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ đầm ấm bên gia đình và người thân. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, em đã lên đủ cho các bác 20 mã rồi. Nếu bác mà có nhu cầu về mua đổi nguồn thì nhà em có cả đổi nguồn luôn nhá. Giá đây. Đấy, giá đây các bác nhá. Các bác có thể chụp lại màn hình để bác xem, nếu mà thấy nó phù hợp thì ủng hộ vợ chồng nhá. Cảm ơn các bác. Chào các bác ạ.